Lòng thằng no see. Anh vô, Lâu có ai lắm có mới gặp ai anh đấy. đưa có rượu không đưa này. Đấy, rượu đầy đây Anh bảo em qua thăm anh em hôm qua. Ê, ba chúng rượu mình chưa ôm nhau đi, phải ba là chúng mình chắc. ôm nhau. Nhầm nhầm đấy nha anh Thằng ơi. đầu chôm chôm này nó định đâm anh em ạ. Thế mới đẻo như này. Anh chơi thảo. Này nó vẫn cầm dao kìa. Anh bảo Thảo em đi qua đó. thôi, em Thầy không xứng chịu đáng bị qua chửi chưa? Thấy Đúng đúng chưa? đúng 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 Có đúng, đúng sai chửi đi chửi đi. Ở kìa. Nha. Tránh ra. Nhóc này, hai cái thằng nhóc này. Lên uống rượu đây em ơi, Ở lên uống rượu đi. kìa, em ôm em gái em mà không sao đâu. Không, chỉ chửi một người duy nhất thôi. Quầy điểm danh số này. Bà chửi anh nhờ anh Minh ơi. Bà chửi anh nhờ. Uống đi, nhậu Gái con cho nó đứa say, ngày chửi xong thích rồi chửi mình đi nhau thôi. bay. Lâu 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 người ta mới nhậu một lần. Tao phải công nhận mày hay ấy, mày trong nhà mẹ mát mẻ thì mày cũng ngồi, mày lên trên này nắng như thế này. Đây này, rượu này, rượu này, rượu này, bỏ ra nhà. Nắng như thế này mày lên đi ngồi. Hay quá. Ủa, em tưởng có ca nhạc thì mà hôm nay không có ca nhạc đấy. Ủa, đây đây ca nhạc trên trong nhà bắt hồi, gà đấy. Anh già. Rượu kìa, rượu kìa. Ai hát vậy? Vào trong đi, vào trong đi. Tùng hát, Tùng hát. Rất nhiều người hát. Ê, hay là em hát tặng anh okay, bài đi. Ê, gọi đi, gọi đi, gọi đi. Rượu đi, rượu đi. Thằng ai cho rượu đi, rượu nè. Thằng đầu nhím kia lấy rượu đi nhờ. Lấy rượu đi em ơi. Ok anh ơi. Mọi người vào trong người đó. Rồi đi. Vào trong đi. Anh ơi, nhưng mà anh gọi ai là thằng đầu nhím đấy. Ra vô lại, ai mà đi ra khỏi. Anh gọi chú đấy. Phải là thằng đầu nhím. Đây này, đầu chú đầu nhím. Anh không gọi đầu nhím thì anh gọi đầu khất à? Hả? Buồn cười nhỉ? Thì thế chú thích của anh anh hỏi là cái gì? Vậy thì tranh ông thủ em đồng nếu ý như được mà tại thằng nghe nó ông em à nghe nó không tình cảm đây đây, cả đây, đây, đây đây anh em mình giao lưu đây anh em chia sẻ số điện thoại nhá em dỗi rồi đấy, anh là anh xin lỗi em đi anh xin lỗi em đi lỗi em anh ôm em cái sau lưng để em cảm nhận thấy đây thấy sự hối lỗi của anh đi có đâu có không vào đó nhưng mà có hơi cạ hơi cạ đấy thôi ok nhá ủa còn em min nữa Amy! Where is Amy? Buồn tinh rồi. Em min. Tí sao lại buồn tính hôm Amy, qua Amy, mới where is mà. Amy? Amy, em min anh ơi, em min. Min, min, bạc hà, bạc hà. À, min đó. Xuống đi, đi xuống đi. Trời. Đi xuống đi, đi xuống đi. Hay vậy đó. Amy. Ê, xuống, xuống đi cho, cho cái chị này. Tóc bạc kia đứng trên này mình dở hơi đi. Anh em đi xuống ăn đi. Ông ấy là ông Tùng Mõm anh ạ. À. Hôm nọ ông ấy gặp em đâu ông bảo là bị đánh thì gọi cho ông ấy nhưng ông lại không cho em số. Ồ. Em không có hôm nay không có ca sĩ gì thanh niên đầu nhọn hát một bài đúng không nhỉ? Anh nghe bảo em hát hát hay mà em lên làm bài đi. Anh hát ai? Nhiều rồi, anh thỉnh thoảng đi hát? Hát tạo nhiều rồi, em ấy. Anh hát hay không? Không 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 nhầm người rồi. Anh hát đi. Anh nhớ ôi, có. Chưa nghe anh thì bao giờ hết. Có, đây. Có bạn nào có bảo em hát bài thích hát quá gì nà hay lắm mà. Không 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 không. Lâu. Ai bạn nào mà không thấy thì mình đi ra cửa mà sau mình đi vào lại là thấy à. Trời chị ơi. Ủa bây giờ thằng nào hát vậy? Sâu thằng nào đây? Cầm tấm vé trên tay. Này trời ơi đừng có thấy con anh mà để hát đi chị thấy con anh hát sao trời ơi xúc thế thôi trời ơi em phải cản anh của em lại người yêu âm nhạc không được mọi người có ăn gì không mọi người có ăn gì không mua nhân này cho xin con cua hoàng đế đi ai ăn gì không ăn 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 cua hoàng đế ăn cua hoàng đế ăn ghẹ ghẹ 45 cân đấm vào mồm ấy. Ơ kìa, thì bảo ăn đi, người ta bảo muốn ăn cái đấy mà em sâu bị đau rồi. Cho xin con ghẹ 45 cân. Anh tưởng em nghe gờ với cả thế giới mà dịu dàng trong với nó. Trong này dễ bị mất người lắm, lúc nhà nhỏ lấy không. Em gọi là dịu dàng với cả thế giới trừ... Thấy người đó, mà đủ hết luôn á. Mèo con nào. Anh thấy em có bao giờ cáu gắt với anh không? Không bao giờ em cáu gắt với anh đúng không? Không bao giờ em giơ tay em đấm anh đúng không? Hợp lý, hợp lý. Đúng rồi, em mới trả tiền cho cái thế giới và cầu cắt. Ra ngoài, ngoài, em nghĩ lúc nhà giọng ấy. Em bấy vậy? Im... Im miệng mồm. Uống whisky nào mọi người ơi. Ôi, tôi không dám bình minh các bạn ạ. Uống whisky đi. Ủa, uống hả? Lên. Có chết nhầm nhầm không phải cái này. Lên đây. Không có đó, không có đó, không có đó. Uầy. Uống đi. Lên anh để vào cho em này. Đầu tiên anh uống rượu đấy nhá. Vì em anh mới uống đấy. Hôm em vui đây. Thôi. Uống nè, uống nè. Em nghe, em nghe. Tối nhà anh nó bị thất tình, uống rượu từ nãy. Rượu pha coca nhá.
Trời ơi, whisky, whisky pha coca. Bê quá. Yes. Ủa xong cái mọi người vào đây thì mọi người lại vào lên trên mái nhà quá, say quá, vì say quá, nhiều, say quá. Nhiều nhiều người không thấy đường hết cho nên lên mất nhà chị ơi. Ủa các bạn chưa uống rượu pha coca bao giờ à? Đây biểu diễn bài đây, biểu diễn bài đây. Nghe, lần này nói nhiều nè. Bờ mấy mấy anh em mình win đi, ai thua phải lên hát. Chết rồi, em thua rồi, để em lên. Yeah, yeah. Thảo giải quyết, Thảo ơi. Đừng. Này, vậy lên này, gãy xương sống này. Thế nhưng mà chị thích em hát bài tháng 5, em hát bài tháng 5 mà chị được không? Palaza. Được, được, giờ Palaza, Palaza cũng được. Palaza ơi, thể hiện đi, thể hiện đi. Cho thấy thành quả những buổi tập của anh em mình như nào đi em ơi. Hát mà không đồng hành của chồng. Ây da, mẹ Nguyễn Tinh đi vào hết rồi. Trời ơi, bọn anh được anh Bùi Anh Tuấn huấn luyện cho mấy mấy hôm thanh nhạc mà. Đi ra xong rồi thì thấy ai. Thể hiện đi em ơi. Hà lê, dơ. Anh ơi. Hai vây xinh xinh, ca bằng vơi trong xảo rát. Coi lên lạc xuyên, ca bằng chết ăn giặc. Bài là nhà. Cả toàn. Dimic. Mọi người nghe tiếng piano chưa? Rồi. Nghe rồi đó. Rồi ok, để em đánh lại này. Rồi. Từ từ đã, thử phím mới piano nhá. Ok, phím ổn rồi. Kéo nhà là thấy đủ á. Rồi, lên nóc nhà kìa. Lên nóc nhà là lên nóc nhà. Đồn chắc thế nhờ. Ây à, mình đánh cái piano luôn. Ôi chắc, à, tài chắc, thế nhở? Đôi khi mây quên theo gió trôi. Đôi môi mỉm. Piano đâu rồi, nhạc đâu rồi? Yên à, trượt tìm piano rồi. Yeah. Ui, tài cái hỏng nó làm được gì chứ? Cùng cần chưa đâu. Thế. Lên mái nhà đi, lên mái nhà đi, lên mái nhà. Sao mọi người? Ở đâu rồi? Mọi người bỏ đi hết rồi, đi lên mái nhà. Mày thấy không? Đấy, dù có thế nào đi chăng nữa là anh cũng sẽ ở bên cạnh mày. Dù chuyện gì xảy ra. Chắc là có mình anh á, anh làm như thế là quan trọng lắm á. Thấy còn ai đứng đây không? Thì anh đùa thôi chứ thực ra là tại em đứng đây anh mới đứng đây mà. Thôi lại lươn nó đi sang đây, nhầm đường rồi. Chứ có phải em đau xương sống rồi. Anh nhìn em băng đít. Ủa? Giơ tay lên đi cho. Đây. Trời ơi. Anh còn đúng 3 cái thôi. Anh còn đúng 3 cái thôi Quang Anh ơi. Đâu. Cái ông đầu nhọn giơ tay lên trước kìa. Ông đầu nhọn giơ tay lên trước. Tay trước nè. À, nhầm. Hát không hay mọi người. Ai đó à? Alo, ai gọi mà hung hãn thế? Biết bố mày là ai không? Anh tránh xa ra con ơi, em đứng đây chỉ có mấy người. Con khỉ à? Thì hôm qua em chưa xin được số anh ấy, thì em... Thì anh cứ để thưa thưa cho em đi. Em có một người.